Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bão Thể Thao. Trước đến những thông tin quan trọng mời các bạn cùng admin điểm qua vài tin dính trong ngày hôm nay. Mẫu một mình một ngựa ký rút Bellingham sắp có siêu tiền đạo săn nhạc trưởng Zeppelin. Mẫu biểu tượng của cách mạng của Ten Hag tại MU. Rất nhiều thông tin khác sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Mẫu một mình một ngựa ký rút Bellingham MU và các ông lớn châu Âu khác như Liverpool, Real Madrid không khỏi choáng váng với giá sút Bellingham được Dortmund đưa ra 150 triệu euro. Tờ Apola khẳng định Moon sẽ chỉ đồng ý bán sút Bellingham với giá 150 triệu euro. Theo nguồn trên, với mức giá này thì Liverpool bị loại ngay tức thì. Real khả năng cao cũng không đu theo, chỉ còn MU liệu có dám chi bạo để có tuyển thủ Anh. Trong quá khứ, MU cho thấy sẵn sàng chi đậm để mang về những hợp đồng theo yêu cầu của các huấn luyện viên trưởng. Tuy nhiên, điều đáng kể ở đây là Jude Bellingham được loan tin là mục tiêu yêu thích của các xếp bự MU chứ không phải Eric Ten Hag. Bởi lẽ, cựu thuyền trưởng Isaac vẫn chỉ kết học cháu cũ để do đang chơi cho Barca. Trong lúc lãnh đạo MU muốn chuyển hướng Bellingham do quá nạn thương vụ tốn công sức hồi hè nhưng không đến đâu, do vậy việc đắc môn hết giá ngất ngưởng có thể khiến Eric Ten Hag vui mừng. Eric Ten Hag sắp thưởng sao trẻ MU. Theo chuyên gia chuyển nhượng Dinzone, Eric Ten Hag và MU đang xem xét thưởng sao trẻ Alessandro Canacho bằng hợp đồng dài hạn. Sao trẻ 18 tuổi gây ấn tượng mạnh cho các đội trẻ MU trong mấy năm qua và hiện có cơ hội thể hiện dưới thời Eric Ten Hag. Ganacho tham gia trực tiếp vào 34 bàn thắng sau 54 trận cho đội U18 và U21 MU kể từ khi gia nhập Học viện Quỷ Đỏ từ Atlantico vào năm 2000. Nhờ đó, Ganacho đã lọt vào mắt xanh của Eric Ten Hag người cho anh một lần ra sân đội một MU kể từ đầu mùa. Không chỉ vậy, anh được vị thuyền trưởng Hà Lan đá chính ở trận MU thắng Serit, nhận nhiều lời khen ngợi về màn trình diễn. Garnacho được dự báo là một ngôi sao tương lai và chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng khẳng định MU đang tiến hành đàm phán để ký giải hạn tài năng này. MU sắp có siêu tiền đạo, săn nhạc trưởng Zeplik Cách đây ít lâu thì PSV đã chính thức đáp lại lời đề nghị hỏi mua tiền đạo đa năng Kodigapo của MU. Được biết, câu lạc bộ bóng đá Hà Lan trao 40 triệu bảng Anh cho cầu thủ của mình, một cái giá được cho là hết sức dễ chịu đối với túi tiền không còn quá lớn của quỷ đỏ ở thời điểm này. Mùa hè vừa qua, Eric Ten Hag cũng từng rất mong mỏi có được chân sút 23 tuổi, nhưng rồi ông đã chọn Anthony ở giờ phút cuối cùng. Tuy nhiên, nhà cựu thuyền trưởng Ajax chưa bao giờ ngừng mong mỏi có được Capo trong đội hình, và ban lãnh đạo MU cũng đã đáp ứng yêu cầu của ông. Ngoài ra, theo Pizarro, Quỷ đỏ quyết định tham gia vào cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ đa năng Dani Olmo, sư út cái chân phải khéo léo và nhãn quan chiến thuật. Omo được xem như nhạc trưởng của Ajax. David de Gea rộng cửa ở lại MU. Theo tờ Express tiết lộ, thì de Gea chuẩn bị có cuộc họp mặt với ban lãnh đạo MU về vấn đề hợp đồng. Trong bối cảnh thủ thành người Tây Ban Nha không được lòng Erik Ten Hag thì giới thượng tầng của quỷ đỏ lại cảm thấy thoải mái với việc gia hạn hợp đồng với đề ga. Casemiro chỉ ra phẩm chất ngạc nhiên của Ten Hag. Với những gì Casemiro thể hiện trong thời gian gần đây, Erik Ten Hag khẳng định Casemiro đang phát triển từ trận này sang trận khác. Casemiro đến và bạn thấy cậu ấy quan trọng như thế nào? Cậu ấy hiện phù hợp với cường độ của ngoài hạng Anh và từ trận này sang trận khác, cậu ấy sẽ trở nên tốt hơn. Về phần mình, Casemiro cũng dành nhiều lời khen ngợi cho Ten Hag. Sau một thời gian chơi bóng, mặc dù thực tế tôi mới 30 tuổi, nhưng nỗi ám ảnh chiến thắng của Ten Hag là điều khiến tôi ngáng nhân nhất. Tôi nghĩ ông ấy có nhiều điểm mạnh. Tất cả chúng tôi đều biết đó là một quá trình và đội bóng đang cùng nhau phát triển. Tất cả chúng tôi đều thấy ông ấy muốn giành chiến thắng. Và nỗi ám ảnh của ông ấy về việc dạy chúng tôi và giúp cho chúng tôi tốt hơn đến từng mm là chìa khóa. Nỗi ám ảnh về chiến thắng là điều mà tôi chỉ thấy ở một số ít huấn luyện viên. MU chốt xong tương lai Đa Lốt. Tờ Daily Mail cho hay, MU đang tìm cách trói chân Đa Lốt trong bối cảnh AC Milan cũng như Bắc Sa muốn tìm cách trèo kéo ngôi sao người Bồ Đào Nha. Trước mắt, đội chủ sân Old Trafford sẽ tìm cách đảm bảo Đa Lốt vẫn ở lại câu lạc bộ sau một giải này thông qua việc kích hoạt điều khoản gia hạn một năm. Nếu kế hoạch diễn ra như mong đợi, Đa Lốt sẽ trở thành cái tên đầu tiên được gia hạn kể từ khi Ten Hag đến MU. Về phần Dalot, anh vẫn chưa muốn bàn về vấn đề tương lai và chỉ tập trung cống hiến cho câu lạc bộ. Tôi không nghĩ đây là lúc để nghĩ về tình hình hợp đồng của mình. Chúng tôi đang trong quá trình cải thiện trận đấu với tư cách một đội. Tôi thích chơi cho MU vì tôi luôn cố gắng thể hiện. Tôi hạnh phúc, đây là điều quan trọng nhất. Eriksen cùng đẳng cấp với De Bruyne Quả tà chuẩn xác từ Eriksen cho Radford trong trận gặp West Ham khiến nhiều người không thốt nên lời. Cầu thủ 30 tuổi đã đưa bóng đi chính xác đến từng mm và tạo ra cơ hội không thể tốt hơn cho Radford đó mới là pha kiến tạo thứ ba của tiền vệ người Đan Mạch ở giải đấu mùa này. Eriksen là trung tâm của tất cả những điều tích cực trong lối chơi tấn công và sáng tạo của Man United từ đầu mùa. Chính vì thế tỷ lệ đóng góp bàn thắng trực tiếp tương đối thấp của anh có phần khiến nhiều người ngạc nhiên. Trên thực tế, Eriksen đã có 69 đường truyền thành bàn trong sự nghiệp của mình, chỉ kém David Beckham 11 đường kiến tạo trong kỷ lục mọi thời đại của ngoại hạng Anh. Anh cũng chỉ kém 5 kiến tạo so với người đứng thứ 12 là Thierry Henry. Trong khi đó, De Bruyne hiện đang đứng thứ 5 trong danh sách kiến tạo mọi thời đại và đã có 9 lần tạo điều kiện cho các đồng đội lập công mùa giải này. Bất chấp khoảng cách giữa Ericsson và cầu thủ người Bỉ, tên tin rằng hai người vẫn có sự tương đồng với nhau. Ten nói, điều quan trọng nhất là cố gắng làm hết sức mình và điều đó là một đường truyền dành cho đồng đội lập công thì vô cùng đáng quý. Ericsson đang làm điều đó cho MU. Tôi nghĩ nhiều người chỉ quan tâm đến các con số hoặc thống kê, nhưng tôi không thực sự quan trọng điều đó. Tôi chỉ quan tâm với những cầu thủ đóng góp nhiều cho đội bóng. Với tôi, Eriksen có cùng đẳng cấp như De Bruyne. MU lập kế hoạch cây ngã ngửa ở VIỆN chợ đông. Erik Ten Hag chưa hoàn thiện đội hình. Nhà cầm quân người Hà Lan được cho là muốn bổ sung thêm nhân sự để tăng cường chiều sâu đội hình. Kỳ World Cup 2022 là cơ hội để MU phát hiện thêm nhiều cầu thủ tài năng. Dù vậy, theo tiết lộ của Manchester Evening News, kế hoạch của MU khiến tất cả phải bất ngờ. Cụ thể, MU không tích cực theo đuổi bất kỳ bản hợp đồng nào vào giữa mùa giải. Theo vào đó, đội chủ sân Old Trafford sẽ tập trung vào nhiệm vụ khác. Theo báo cáo, câu lạc bộ sẵn sàng chờ đến mùa hè năm sau để bắt đầu giai đoạn 2 của quá trình tái thiết. Theo đó, một tay săn bàn hàng đầu chính là mục tiêu lớn nhất của Ten Hag sau mùa 2022-2023 trong bối cảnh Ronaldo đã già. Hơn nữa, bất chấp sự phát triển xuất sắc của Diogo Dalot, việc bổ sung một hậu vệ phải và đội hình cũng nằm trong danh sách ưu tiên. Chính Ten Hag khẳng định, MU phải mang về thêm hậu vệ cánh. Mùa đông này, thay vì tập trung vào việc nâng cấp đội hình với những cầu thủ mới, MU sẽ hướng tới sự chú ý của họ vào việc trao bản giao kèo mới cho những cầu thủ còn giá trị nhưng sắp hết hạn hợp đồng. Có một số cầu thủ đội 1 sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa giải này và Ten Hag sẽ không muốn mất trắng tất cả. Mà Casford, người được cho là cầu thủ xuất sắc nhất của MU mùa này, là một trong những cầu thủ đó. De Gea và Dalot Đa cũng đang tiến đến 6 tháng cuối cùng của hợp đồng. TCL cũng cần thời gian đánh giá thêm để xem xét liệu có nên tiếp tục giữ Ronaldo ở lại hay không. Nếu CR7 chơi hay trong phần còn lại của mùa giải, anh vẫn sẽ có cơ hội. MU có thể sở hữu Messi miễn phí. Theo Daily Express, Lionel Messi là một trong số 7 cầu thủ MU có thể chiêu mộ theo dạng miễn phí trong hè 2023. Hợp đồng của Leo với PSG sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải này. Sẽ có nhiều câu lạc bộ lớn ở châu Âu quan tâm tới Messi, đặc biệt khi ngôi sao người Argentina vẫn thể hiện phong độ cao ở tuổi 35. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!